Thưa quý vị, ngày 1 tháng 4, Thiếu tá Phạm Văn Chiến, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội thông tin, tổ công tác của đơn vị đã vừa kiểm tra và phát hiện một lái xe khách của nhà xe Tuấn Thư chạy tuyến Yên Bái Hà Nội dương tính với ma túy. Thông tin ban đầu vào khoảng 11 giờ 25 phút trưa nay ngày 1 tháng 4, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra toàn tuyến vành đai 3, tổ công tác đội cảnh sát giao thông số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã dừng xe kiểm tra xe ô tô khách biển kiểm soát 21B00801 của nhà xe Tuấn Thư chạy tuyến Yên Bái, bến xe Mỹ Đình Hà Nội, đoạn trước tòa nhà Sun Life số 9 Phạm Văn Đồng, hướng Phạm Văn Đồng đi Phạm Hùng. Qua kiểm tra, trên xe ô tô khách 21B00801 của nhà xe Tuấn Thư đang có nhiều hành khách. Người điều khiển là anh Nguyễn Xuân Trường, sinh năm 1991, ở tại xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Anh Trường đã xuất trình được đầy đủ giấy tờ liên quan đến phương tiện và người điều khiển. Đồng thời cho biết đã lái xe từ sáng sớm đến bến xe Mậu A, tỉnh Yên Bái về Hà Nội. Tuy nhiên nhận thấy lái xe có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác đã lấy mẫu nước tiểu của anh Trường để thử ma túy bằng que thử ma túy test ride do công an thành phố cấp phát. Kết quả hai lần thử cho kết quả dương tính với OPI, chất ma túy dạng thuốc phiện. Đấu tranh khai thác tại chỗ, lái xe trưởng của nhà xe Tuấn Thư khai nhận có sử dụng thuốc đen, tức là thuốc phiện trong bữa ăn cách đây 3 ngày. Hiện vụ việc đang được đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội thụ lý giải quyết và xử lý theo quy định.